Hoàng Nam Audio xin gửi chào đến toàn thể anh em đam mê âm thanh trên toàn quốc. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến anh em một em Omni mang thương hiệu Puler và có model là SA8900 25 mã. Em này thì sở hữu kích thước ngang là 42, chiều sâu cả lúm là 38 và cao là 15 cm. Em này máy chạy 100V, công suất lên 200W. Em này chạy 8 sò lách xanh đen anh em nhé, cộng với 2 tăng phô riêng biệt cho chất âm rất là khỏe và mạnh mẽ. Em này thì sở hữu được 6 cái đường kết nối đầu vào, 6 cổng đầu vào, bao gồm 2 đường tép, 1 đường AUX, 1 đường tuner và 2 đường phô lô. Tính năng lau lớt và tôn điều chỉnh âm sắc đầy đủ. Chơi được 2 cặp loa liền một lúc và đánh cồng cầu A cầu B cũng ok. Em này thì rất là dễ phối ghép vì là công suất khá lớn, ghép được các cái dòng loa đi Tonokyo Yamaha Puler, nên là anh chị em nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại hoặc kết bạn Zalo. Em gửi ảnh chi tiết. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0981 956 486 ạ. Mặt phay nhôm khá là đẹp, dàn núm thì miễn chê luôn. Điểm trừ duy nhất của cái em Puler SA8900 mắc đôi này là về nó có bị một vết cấn ở trên mép trên anh em nhé. Anh em nhìn kỹ giúp em ạ. Đó. Còn lại máy rất là đẹp, đảm bảo sò zin nguyên bản 100%. Vậy anh chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ đặt hàng giúp em. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc. Và giá sản phẩm này em đang đưa ra với mức giá là trên 8 triệu một chút. Anh chị em nào mà quan tâm hoặc là muốn biết giá chi tiết thì cũng đừng ngại, cứ alo giúp em thì sẽ có giá tốt nhất đến với anh chị em. Anh chị em nào mà đang xem video của em mà chưa có đăng ký kênh thì vui lòng nhấn một lượt đăng ký kênh giúp em và bấm vào chuông bên cạnh để được cập nhật các cái sản phẩm cũng như video mới nhất bên em giới thiệu đến anh em đam mê âm thanh trên toàn quốc. Còn những bác nào mà đã đăng ký kênh của em rồi và đang xem video thì có thể cho em xin được một lượt like cũng như là chia sẻ giúp em để nhiều anh chị em trên toàn quốc biết đến kênh của Hoàng Nam Audio. Em này thì chất âm rất là tốt, em này có thể đánh được với những cặp bát 30 anh em nhé. Và anh em nào có thể là thích karaoke thì có thể mua thêm một em vang ghép vào thì sẽ karaoke rất là hay. Còn khi mà anh em phối ghép vang với karaoke mà có muốn có nhu cầu gọi là khai thác được hết cái chất âm của em vang nó thì có thể liên hệ Zalo giúp em sẽ tư vấn cách phối ghép một cách triệt để và hiệu quả nhất đối với những em vang và ghép với những các cặp loa 2 trong 1 và cũng với các âm ly nội địa. Em sẽ tư vấn chỉ cho anh chị em một cách chi tiết nhất để làm thế nào để khai thác được hết cái công suất của một em âm ly nội địa cũng như là sử dụng cái vang cơ hoặc vang số nó hiệu quả trên những cái âm ly nội địa này. Một lần nữa, Hoàng Nam Audio xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Chào các bác.